viễn ly, sự xuất ly các sắc tức là vô sắc. Sự đoạn diệt, cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến, biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, tỳ kheo ấy thấy chánh. Từ đấy, chính ở đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh, vị ấy sống như vậy, thật sự là ẩn sĩ, đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đã đọc xong hết rồi con à. Kính mời đạo tràng. Dạ con à, Nam Mô Bích Tha dạ. Hay con xuống mít à, hay con tập xuống mít à. Chương 3, Ba Pháp, Phẩm 3, Bài 67. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này, thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục, tức là diễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, duyên khởi là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến, biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, tỳ kheo ấy thấy chánh. Từ đấy chính ở đây, vì ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh, vì ấy sống như vậy, thật sự là ẩn sĩ, đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và cảm ơn rất là nam rất bài và con xin gửi hết tại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Em mình kính chào quý anh chị, xin phép được trả bài. Kính mời huynh trưởng, kinh tiểu bộ. Chương 3, Pháp Ba Chi, Phẩm 3. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục, tức là viễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến, biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, luôn cảm nhiệt tình, tỳ kheo ấy thấy chánh. Từ đây, chính ở đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành,
sống nếp sống an tịnh, vì ấy sống như vậy thật sự là ẩn sĩ đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Lên độ chưa có đi cắt kiến, đọc không trơn tru dĩ trơn. Em mình đọc lại ha, còn nhiều thời gian. Em đọc lại lần nữa nghe chị Phương Mai. Dạ, Kinh Tiểu Bộ chương 3 Pháp, chương 3 Pháp Ba Chi. Điều này được thấy Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục, tức là viễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt, cái gì được hiện hữu, được làm ra, được chuyên khởi, là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, tỳ kheo ấy thấy chánh, từ đấy chính ở đây, vì ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh, vì ấy sống như vậy, thực sự là ẩn sĩ, đã vượt khỏi các. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ em đã trả bài xong. Dạ em kính mời chị Xuân Mai. Em kính mời chị nha. Kính mời chị. Dạ kính cảm ơn Ái Minh. Con Xuân Mai. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sằng Kha Dạ. Con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ con kính chào chư quý tu nữ. Kính chào chư quý cận sự, Quỳnh Quách Thanh Á, Ái Minh, Siết Nhiệt Quỳnh, chị Rạng Đông biết có hay không? Dạ con xin đọc Kinh Tiểu Bộ Y Tí Vút Tắc Cá, chương 3, ba pháp phẩm 3, bài 142, tựa là số 3, trang 60. Điều này Đức được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi sự khỏi các dục, tức là viễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi, là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới. Thế Tôn đã nói là ý nghĩa này, ở đây điều này đã được, điều này được nói đến. Biết được xuất ly dục, vượt qua các sắc, tịnh chỉ tất cả các hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, tùy theo ấy thấy chánh, từ đấy chính ở đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh, vị ấy sống như vậy thật sự là ẩn sĩ đã được khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ hết rồi, kính mời huynh Quách Thanh Á. Huynh nãy giờ làm bài được mệt quá, huynh kính mời huynh nè. Dạ sa thu sa thu, kính cảm ơn Sương Mai. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam Sẵng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng, kính chào quý dạng cô tu nữ, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được đọc Kinh Tiểu Bộ. Dạ cảm ơn sư Trần Đạo sư Đại Minh cho biết nhờ. Dạ con xin được đọc Kinh Tiểu Bộ Iti Vuttaka chương 3 ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này, thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục, tức là viễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoàn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi, là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc,
tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình. Tỷ kheo ấy thấy chánh, từ đấy chính ở đây vị ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh. Vị ấy sống như vậy thật sự là ẩn sĩ, đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Phật Thầy, con xin được xung ích. Bây giờ còn một mình xích nhật hình thôi. Còn các cái vị nào nếu có thể đọc xin giơ tay. Nếu không giả vật nào xin được kính mời xích nhật hình. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Phật tăng cùng chư tôn đức vừa quan lâm đầu vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thích Trần Đạo Vinh Bát Ta Ná. Thích phần việc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu niệm từ ơi. Nhật Quỳnh mới vừa trả lời máy thấy có niệm từ vào đạo tràng. Niệm từ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Niệm từ alo, niệm từ ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không nha? Vậy Nhật Quỳnh kính mời niệm từ lên đọc bài nha, lên ôn bài tiểu vô kinh 72. Rồi mời niệm từ nha. Dạ, Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Tha dạ. Con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ sư Pháp Tân và con kính lễ với bà với cô tu nữ trong đạo tràng. Và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn sư Thượng Vinh đem từ xin cảm ơn sư Trường Đạo cho biết âm thanh rõ, cảm ơn ngon nghiệp. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay. Kinh Tỳ Bộ Ý Chí Vít Tất Cá chương 3, ba pháp phẩm 3. Bài 60. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba sự xuất ly này khỏi các dục, tức là viễn ly? Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt các cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói lên, biết được cái xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tình chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, tỷ kheo ấy thấy chánh, từ đấy chính ở đây. Vì ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh. Vì ấy sống như vậy, thật sự là ẩn sĩ, đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được. Dạ, tôi đã đọc xong. Dạ, tôi kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, tôi xin đưa bức lại cho sức Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn niệm từ. Dạ, cảm ơn Vinh Vách Thành Áo. Sức hoan việc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn sức Trần Đạo. Dạ, còn vị nào chưa có ôn bài không như vậy nha. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh lặng nên không có biết đã trả bài vị nào chưa. Nên Nhật Quỳnh xin sám hối ạ. Dạ, nếu chưa có vị, còn vị nào thì cứ việc đưa tay lên. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được ôn bài Kinh Tiểu Bộ ạ. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh Đá cho bài học.
Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 ba pháp phẩm 3 bài 72. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này, thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục tức là viễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình. Tỳ kheo ấy thấy chánh từ đẩy chính ở đây, vì ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh, vì ấy sống như vậy, thật sự là ẩn sĩ, được vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, nghĩa là trong đầu tràng không còn vị nào đưa bàn tay nữa. Dạ, cảm ơn Minh Bách Thanh Á đã cho Nhật Bình bài học. Dạ, cảm ơn đầu tràng. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Bình kính cảm ơn. Nhật Bình nhìn từ trên xuống dưới nha. Dạ, nếu thiếu sót gì nào thì quan nghĩ cho Nhật Bình. Dạ, cảm ơn Bình Quách Thanh Á, kính cảm ơn sư Sương Mai, cô Em Minh và sư Trần Đạo đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ con cũng không có thấy bàn tay vị nào nữa. Con xin phép được thỉnh pháp sư. Dạ, con nghĩ là sư vào room rồi. Nên Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư để chúng ta sẽ được học bài mới là câu 73 La Mã. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Dhamma Chaloka Thi Ba Thi Sa Hom Thi Ca Tam Chali An Thi Qua Răng Aya Cha Tha San Ti Tha Sat Tam Ba Ra Chấm Kha Sa Ti Kha Để Sê Tụ Thâm Măng Hà Nu Căm Vi Măng Ba Chăng Sa Tham Ma Phê Rìm Vi Đa Danh Cha Ca Văn Tu Tan Cha Băng Thăng Hà Phi Thâm Ma Chăm Măng A Cô Ta Danh Tô Ta Tu Sách Cha Đăng Đăng Ba Bơ Thàn Ê Dê Bà Đi Sa Chăm Mạch Chê Ê Quang Sa Hâm Bà Tì Râm Ma Phà Gà Quanh Tăng Hà Gia Cha Thà Tuấn Hi Phá Quê Na Tăng Bụt Thô Cà Ruột Nhê Na Thị Hoa Sa Gia Phá Bụt Thá Gia Bà Nê Na Mì Gà Đà Chân Tà Tô Gà Tô Bánh Gà Quách Gia Đà Dô Nê Dê Hà Măng Bà Dê Sì Thâm Ma Tô Ta tô ba phu tì sam bút thô a nu na thâm ma đê sa năng ma ga qua sa ni đê sê si sa ta năn át tha sích tha căng tê na sa thu ai dô phanh tê tê sê tu thâm ma đê sa năng sa ba di tha ba di sa gia a nu cầm bấm đi ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ
trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhân lời nhưng chẳng hơi. Việc nằm mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc và ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhân kiều chân như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, a một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, tám mưa lành rơi khắp thế gian, a bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, a tối mê cầu được trị trì vẹn toàn. Năm mô Bích Tha giá. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, chương 3, ba pháp, phẩm 3, bài 73 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp, đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Chúng sanh đi đến sắc, có chúng trú vô sắc, không quán tri đoạn diệt, họ đi đến tái sắc. Những ai liễu tri sắc, không ăn trú vô sắc, chính trong sự đoạn diệt, họ đạt được giải thoát. Các hạ người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, với thân cảm xúc được, bất tử không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc. Vị chánh đẳng, chánh giác, thuyết giảng về con đường không sầu muộn, con đường không cấu ế. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dân mít đến sư ạ. Chưa có nghe được âm thanh con không bạch sư? Con kính dân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Hai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học qua bài 73. Thì trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Akwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán chánh đẳng giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Sokhato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thực hiện tiện vượt thời gian. Subhatibano Phagavato Savakasanko Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh, hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ông Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc,
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài hôm tuần trước thì chúng ta nói là có cái bài mà Đức Phật ngày dạy, bài học tuần trước đó là vượt lên trên sắc giới trú vô sắc. Bây giờ đó, thì hôm nay đó chúng ta lại thấy rằng một điều đó là vượt lên trên dục trú sắc. Bài hôm nay đó thì chúng ta nói đến cái bài mà Đức Phật ngày dạy là một vị tỳ kheo á, với các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn là sắc pháp. Sắc pháp đoạn diệt an tịnh tốt hơn pháp vô sắc. Ở đây thế thì chúng ta hiểu rằng cái thế giới quan hay là cái thế giới quan, tức là chỉ cho 31 cõi, và cái thế giới là chỉ cho năm quẩn này thì trong 31 cõi này đó thì chúng ta chúng sinh hiện hữu ở trong dưới dạng năm quẩn là nhiều, phần lớn là năm quẩn. Trong 31 cõi này đó là chỉ có cõi vô tưởng là chỉ có nhất quẩn là sắc. Sắc quẩn này đó là do lúc mà tục sinh đó, do tu tập thấy rằng có tâm là khổ, vì có tâm là khi mình nghĩ ngợi cái này nghĩ ngợi cái kia rồi đau buồn về tâm lý, cho nên rằng đau sầu khổ sầu về tâm lý, cho nên cái vị đó nguyện tu để chứng thiền, trạng thái đạt được chứng thiền, và nguyện là không có sắc, không có tâm, cho nên là họ sanh về cõi vô tưởng. Vô tưởng có nghĩa là không có tâm, sanh lên đó bằng cái sắc mạng quyền, do năng lực tu tập cho nên họ sanh về đó là gọi là cái sắc mạng quyền, đưa cho họ tái sanh về cõi đó. Rồi sanh về cõi đó thì như một cái pho tượng vậy thôi. Bây giờ đó là chúng ta thấy là vượt lên trên dục á, thì trú trong sắc giới, có nghĩa là thấy dục đó là cái sự thô thiển. Năm dục đó là sắc thinh hương vị xúc đó, nó là sự thô thiển. Và cũng chính năm dục này đó để cho người ta hưởng thụ ở trong cõi dục, và cũng chính năm dục này làm cho người ta phải khổ lụy. Cho nên là một số tu tập ở trong thiền sắc giới, chứng thiền sắc, rồi vị ấy không còn hưởng các cái dục nữa, tức là không lấy dục làm cái sự trưởng dưỡng nữa, mà bây giờ các vị ấy tu thiền sắc giới và chứng thiền sắc giới, vượt lên trên dục. Như chúng ta nghe ở trong kinh á, thì Phật dạy như vậy: vị tỳ kheo ly ác bất thiện pháp, trứng chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Có nghĩa là vị ấy vượt ra khỏi dục, cho nên trú ở trong thiền sắc. Ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. Như vậy là chỉ cho một cái vị chứng sơ thiện sắc giới. Rồi từ đó đó chúng ta thấy rằng lìa ra khỏi dục đó, cho nên vị ấy trong thiền sắc. Trong thiền sắc thì dù sao đi thì cái thiền sắc giới là cái sự an lạc. An lạc là không có dính mắc ở trong năm dục nữa, nhưng mà vị ấy vẫn còn có sắc. Sắc ở đây đó chúng ta hiểu là sắc tế không phải như thân của chúng ta. Thân chúng ta là
nó có sắc thô, sắc thế, tế đủ hết. Sắc tế ở đây là chỉ cái tất những cái sắc mà chúng ta nói là nó tinh vi, nó nhỏ. Còn sắc thô là chỉ cho sắc tứ đại. Sắc tứ đại là đất, nước, lửa, gió, vân vân. Do có những sắc như vậy cho nên là gọi là sắc tứ đại. Sắc đó đó là được gọi là sắc thô. Nhưng mà đối với cõi sắc giới thì sắc tế chỉ có sắc mà sắc tế. Nhưng mà có sắc á thì còn biết bao nhiêu cái nữa. Tức là chúng tôi nhớ ví dụ như thế này nè, quý vị thấy nè. Hồi xưa khoảng thập niên 50 á, thập niên 50 á, thì chúng ta sẽ nhớ cái máy hát đĩa không? Rồi có cái đĩa nó quay xung quanh, rồi có cái cò nó gác lên cái đĩa. Rồi nó phát ra cái tiếng âm thanh của tiếng nhạc, tiếng thu gì đó, nó phát ra. Sau một thời gian á, thì cho đến thập niên khoảng 70 thì chúng ta sẽ thấy rằng cái băng cassette, thì cái dây băng á, cái băng nó một đầu xả, một đầu rút, thì cái băng nó chạy, rồi có cái đầu từ nó ra ở trên cái dây băng đó để phát ra tiếng. Rồi sau một thời gian nữa, thập niên chúng ta sẽ bước qua thế kỷ 21 mà, thì bây giờ nó quay qua cái gọi là đĩa. Đĩa thế kỷ 21 thì bắt đầu bây giờ là đĩa. Tức là cũng có cái đĩa. Cái đĩa đó thì cái mắt laser đó nó rọi lên ở trên cái đĩa đó và nó phát ra cái tiếng kêu. Rồi bây giờ là bỏ luôn cả cái đĩa, chúng ta sẽ đi đến cái gọi là cái kỹ thuật số, tức là chỉ cần cái USB thôi. Thì cái USB đó là nó chứa cái thông số ở trong trọng bao nhiêu ở trong đó, cái dữ liệu trong đó rất là nhiều. Ngày xưa thì chúng ta thấy một băng cassette thì giỏi lắm thì chừng khoảng chừng 20 bài hát thôi. Nhưng mà bây giờ một cái USB có chút xíu thôi, nhưng mà có thể là chứa hàng trăm bài hát ở trong. Ở đây chúng tôi lấy cái ví dụ đó để cho quý vị thấy rằng từ cái thô cho đến đi đến cái tế đó, thì cái tế đó nó lại ít hư hao hơn và ít có nhiều cái phiền toái hơn. Thí dụ như bắt đầu là từ cái đĩa, có cái cò từ thập 50 cho đến cái băng cassette, rồi tới sau nữa là cái đĩa DVD hay là CD gì đó, thì nó lại tinh tế hơn, nhưng mà cũng còn bị trong những cái mà nó mau hư hơn. Rồi bây giờ nó qua tới cái USB là kỹ thuật số. Bây giờ nó không còn là cái những cái kia nữa. Thì ở đây chúng tôi muốn nói từ ở cái thô cho đến cái tế đó, thì cái tế nó càng đơn giản bớt chừng nào đó thì nó đỡ đi hư hao, sợ đỡ đi những cái sự phiền muộn, phiền lụy ở trong cái đó. Ở đây chúng tôi muốn nói, tức là ở trong một cái người mà chứng thiền sắc giới đó, thì vị đó thấy rằng là có sắc á, có sắc là sự phiền muộn, có sắc là sự phiền muộn. Cho nên mặc dù là họ, cái vị mà chứng thiền sắc giới á, thì cái vị đó là có sắc là sắc tế đó, sắc tế đó, nhưng mà vẫn còn có sắc thì vẫn còn có cái phiền muộn. Mặc dù là ở các cõi thiền phạm thiên sắc giới, ngay cả cõi dục giới vui từ ở cõi trời đó, cũng không, dục giới vui là tứ thiên vương, đau lợi sức dạ ma vân vân á, thì cũng không có bệnh đau chết như chúng ta, bởi vì họ quá sanh. Nhưng mà cõi sắc á, sanh về cõi sắc á, thì cái sắc đó, đó nó tế, nó tinh tế hơn. Nhưng mà các vị ấy thấy có sắc đó, nó vẫn là còn có những cái phiền muộn. Vì vậy cho nên là chúng ta mới hiểu cái câu Phật ngôn mà Đức Phật ngày dạy là các pháp hữu vi thực không bền vững là vậy đó. Sabbe sankhara anicca, hay là sabbe sankhara dukkha, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ não. Nếu mà nói là tâm lý hữu tình thì khổ não thiệt,
Nhưng mà pháp hữu vi ở đây nó bao gồm cả cái hữu tình và vô tình. Cho nên là có thể là chịu tác động của vô thường, rồi cái hữu tình đó, như con người của chúng ta hoặc là một số sinh vật đó, thì chúng ta thấy có tâm thức thì nó còn chịu cái khổ nữa. Vì vậy cho nên là trong kinh gọi là các hành là vô thường, sabbe sankhara anicca, rồi sabbe sankhara dukkha, là các hành là khổ. Rồi Đức Phật ngài mới dạy rằng sabbe dhamma anatta, thì ở đây chúng ta hiểu là bao gồm cả pháp hữu vi và pháp vô vi. Ngay cả niết bàn là một trạng thái của pháp vô vi á, trạng thái của niết bàn là vô vi á, thì nó cũng là vô ngã. Ở đây chúng ta hiểu là vậy. Thì bây giờ khi nói là vượt lên trên sắc mà trú ở trong vô sắc, vì thấy sắc á, là không có bảo đảm, tức là không có an toàn, còn chịu sự hệ lụy, còn sự phiền lụy rất là nhiều. Cho nên họ mới cố gắng tu tập bằng đề mục thiền vô sắc để rồi chứng về cõi, chứng về thiền vô sắc. Thì ở đây thiền vô sắc á, thì nó là một trạng thái ở trong một cái khái niệm, chứ không phải là dựa trên sắc. Thí dụ như một vị hành giả tu tập về thiền sắc dựa trên đất, nước, lửa, gió, thì cái đó đều là sắc hết. Sắc đó là nước hay lửa hay là gió hay là màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đó, tùy theo cái khái niệm, tùy theo cái chế định mà người ta định đặt. Thí dụ như chúng ta thấy một trong 40 đề mục của thiền chỉ đó, thì có 10 đề mục tùy niệm nè, có 10 đề mục hoàn tịnh nè, tức là xanh đỏ vàng trắng gì đó, rồi có 10 đề mục bất tịnh nè, và ở trong đó có bốn cái phạm trú, tức là niệm về tâm từ, tu học tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nè, niệm về tịch tịnh của niết bàn, niệm về sự không có bền vững ở trong các cái sắc pháp, vân vân. Thì đó là 40 cái đề mục. Trong đó có bốn cái đề mục của thiền vô sắc cũng được gọi là thiền chỉ, cũng được gọi là thiền chỉ hay là thiền định, chúng ta biết ở đây. Thì khi mà thấy sắc đó là chướng ngại, cho nên vị ấy tu thiền vô sắc. Bây giờ đó là vị ấy tu thiền vô sắc là dựa trên bốn cái phạm trù mà chúng ta biết, bốn cái đề mục của thiền vô sắc, đó là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi tưởng. Như vậy thì ở đây đó, cái đề mục mà không vô biên, chúng ta nhớ rằng cái đề mục ở trong thiền sắc giới á, nó có một cái đề mục về hư không, nhưng mà cái hư không đó là hư không dựa trên sắc hư không. Ví dụ như chúng ta thấy một cái phản trống ở trong không gian á, nó có một cái phản trống, hay là phản trống ở trong một cái từ vật này qua vật kia đó, thì chúng ta biết cái phản trống đó đều gọi là sắc hư không hết. Thì cái người mà tu thiền sắc giới mà dựa trong cái đề mục gọi là đề mục về hư không á, đề mục hư không, thì cái đề mục đó là có sắc. Còn ở đây đó là dựa trên cái quan niệm. Quan niệm là vị hành giả quan niệm rằng, cái khái niệm rằng là hư không không cùng tận. Không cùng tận ở đây là dựa trên cái khái niệm mình suy niệm như vậy đó, chứ không phải là dựa trong cái sắc của hư không ở trong thiền sắc, mà dựa trên cái khái niệm là quan niệm là hư không không cùng tận. Không cùng tận. Như vậy thì ở đây đó là cái đề mục này là dựa trên cái gì? Dựa trên cái chế định. Tại mình quan niệm mà, quan niệm mình cho rằng, mình định đặt, mình cho rằng như vậy. Nhưng mà đề mục này là đề mục không có sắc đó. Cho nên cái người mà chứng thiền không vô biên á, là quan niệm hư không không cùng tận là vậy. Không cùng tận là vậy. Bởi vì hư không không cùng tận hay sao? Nhưng mà cái mà mình cho rằng, mình quan niệm, mình cho rằng cái hư không không cùng tận, cái đó là dựa trên chế định. Ví dụ như là mình nói là tưởng như thế này, tưởng như thế này, thì cái đó là thuộc về chế định.
chế định. Cái đề mục đó là đề mục chế định. Nhưng mà đề mục này ở trong thiền vô sắc nó dựa trên khái niệm chứ không phải dựa trên sắc, tức là mình quan niệm mình cho như vậy. Rồi bây giờ chúng ta thấy một cái thiền thứ hai nữa ở trong bốn thiền vô sắc là thức không cùng tận. Khi nãy cái đề mục khi nãy đó, đề mục khi nãy đó là cái gì biết cái thức, cái gì biết cái hư không đó không cùng tận, cái gì quan niệm rằng cái hư không đó là không cùng tận. Cái tâm, cái thức của chúng ta. Nhưng mà cái thức này đó biết được cái hư không không cùng tận. Bây giờ bước lên cái tầng thiền thứ hai của vô sắc á, đó là thức không cùng tận. Thức không cùng tận. Thì cái đề mục đầu tiên của thiền giới á, là cái gì biết cái hư không đất tận, cái thức biết không cùng tận. Rồi bây giờ vượt lên trên chỗ không không cùng tận đó, hư không không cùng tận đó, mà bây giờ quan niệm rằng cái thức biết được cái hư không đó không cùng tận. Thì cái thức này là gì? Nếu chúng ta học trong vi diệu pháp thì chúng ta biết thức tức là tâm của chúng ta đó. Mà tâm á, là chơn đế chứ không phải là tục đế. Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp là chơn đế. Mà chơn đế là chơn đế hữu vi. Như vậy thì cái đề mục vô sắc đầu tiên là đề mục dựa trên tục đế, tại vì quan niệm, khái niệm cho rằng hư không không cùng tận. Nhưng mà bây giờ đó là cái gì biết cái hư không đó không cùng tận, thì bước lên trên cái tầng thiền thứ hai là thức không cùng tận. Thì cái thức này đó chính là tâm. Mà tâm á, nó là phần chân đế. Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp nó là phần chân đế. Chúng tôi nói như vậy thì các vị có nghe kịp không nè? Dạ. Hỏi quý vị có nghe kịp không ạ? Im hết rồi. Dạ, nghe kịp hả? Ê, rồi, bây giờ chúng tôi nói tiếp. Cái đề mục thứ ba của thiền vô sắc á, là họ quan niệm là như thế này. Họ quan niệm vô sở hữu, tức là cái này đó là khi cái tầng thiền thứ hai là quan niệm thức không cùng tận, nhưng mà cái tầng thiền thứ ba đó là quan niệm vô sở hữu. Vô sở hữu tại mình cho rằng cái tất cả cái đó đó nó không thuộc về cái của mình, cái đây nó thuộc về tục đế nè. Thí dụ như bây giờ nè, nó dựa trên tục chế định. Chế định là chúng ta quan niệm là không có cái gì của mình hết. Mình quan niệm như vậy. Thì cái quan niệm này á, là cái quan niệm dựa trên tục đế. Dựa trên tục đế. Rồi cái tầng thiền thứ tư của thiền vô sắc đó, thì lại là trú trong cái gọi là phi tưởng. Phi tưởng xứ. Tức là nó có thể là dường như có và dường như không. Dường như có và dường như không, tức là tâm của chúng ta đó, dường như có và dường như không. Cái chỗ này nó tinh tế đó, nó tinh tế đó. Cái tầng thiền thứ tư này nó tinh tế hơn ba cái tầng thiền trước đó, tức là dường như có và dường như không. Chúng ta biết rằng cái gì nó có là có, cái gì nó không là không. Còn cái này nó quan niệm là, cái này không phải là quan niệm, mà cái tâm của mình á, có chợt thường. Chúng ta biết rằng chúng sanh á, tồn tại ở dạng năm quẩn. Ở dạng năm quẩn thì năm quẩn là bốn cái thành phần danh quẩn. Ở đây chúng tôi muốn nói, tức là cái thành phần danh quẩn á, thì nó lúc này đó, cái tầng thiền thứ tư này đó, là vị hành giả quan niệm là nó dường như là có tâm và dường như không có tâm, dường như có và dường như không. Nó thoạt như là, bây giờ chúng ta nói giống như là một cái gì mà chúng ta thấy nó vừa có cái sự hiện hữu, nhưng mà vừa thoạt hiện thoạt mất, thoạt hiện thoạt mất, thì nó giống như vậy. Nhưng mà nó chưa phải hoàn toàn mất,
mà chưa phải, không phải hoàn toàn là có, không phải hoàn toàn là có. Cho nên cái mức thiền ở đây đó là mức thiền vô sắc, mà tầng thiền thứ tư đó, là dựa trên cái chân đế, dựa trên chân đế. Tại cái gì là dường như có, dường như không? Tâm. Như vậy thì chúng ta thấy bốn cái đề mục này nè, thì cái đề mục đầu tiên là không vô biên là dựa trên chế định, nhưng mà thức vô biên là dựa trên chân đế, và vô sở hữu thì dựa trên chế định, nhưng mà phi tưởng, phi phi tưởng xứ thì dựa trên chân đế. Bốn cái đề mục, bốn cái tầng thiền này nó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà nói chung lại đó, thiền vô sắc là đều dựa trên khái niệm chứ không phải là dựa trên sắc. Thiền sắc giới thì dựa trên những cái đề mục có sắc, đề mục có sắc, và chúng sanh tái sanh về cõi sắc thì có sắc, sắc đó là sắc tế so với cõi dục. Còn ở đây cõi vô sắc thì lại không có sắc, chỉ có bốn cái thần danh quẩn, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn thôi, chứ không có sắc quẩn. Cho nên là ở đây đó là cõi vô sắc chỉ có bốn cái thành phần danh quẩn, cho nên gọi, được gọi là cõi tứ quẩn. Nghe cái điều này thì chúng ta thấy rằng là khó có thể chúng ta dễ dàng có thể mà dễ dàng chấp nhận được. Nhưng mà rõ ràng là với cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì Ngài biết được có những chúng sanh tồn tại ở các cái cõi đó, và có những chúng sanh chứng các cái tầng thiền ở một trạng thái như vậy. Chúng ta nhớ lúc mà Đức Bồ Tát á, khi mà Ngài đi tầm đạo, Ngài gặp hai cái vị đạo sư Alara Uddaka, hai cái vị đạo sư đó, Karama Uddaka, vân vân. Thì hai cái vị đó là một vị chứng phi phi tưởng xứ, và một cái vị chứng vô sở hữu xứ, tức là hai cái tầng thiền cao nhất của ở trong thiền vô sắc. Rồi Đức Bồ Tát Ngài đến đó, Ngài học hai cái vị đó, rồi sau đó thì Ngài cũng chứng đắc được giống như hai cái vị đạo sư đó. Thì hai vị đạo sư đó mới thỉnh Ngài ở lại để mà cùng nhau để mà giáo hóa đệ tử đó. Nhưng mà Ngài thấy rằng chính cái sở đắc và sở chứng đó đó, nó chưa hoàn toàn là đi đến cái rốt ráo, chưa phải là một cái cứu cánh. Cuối cùng thì Ngài mới rời hai cái vị đó để Ngài tiếp tục Ngài đi tìm cái chỗ để hành đạo. Và sau đó thì Đức Phật Ngài mới giác ngộ dưới cội cây Asala, tức là mình ngày nay chúng ta gọi là cây Bồ Đề đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy nè, ở trong cái kệ ngôn này đó, thì chúng ta thấy nè, Đức Phật Ngài dạy nè, chúng sanh đi đến có chúng trú vô sắc, không quán tri đoạn diệt, họ đi đến tái sanh. Họ đi đến tái sanh. Những ai liễu tri sắc, tức là biết cái sắc đó là nguy hiểm, biết cái sắc đó là chướng ngại, biết cái sắc đó là bao nhiêu cái hệ lụy, cho nên là không an trú vô sắc, tức là vượt ra khỏi sắc luôn, vượt ra khỏi vô sắc luôn, rồi chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát. Đạt được giải thoát ở đây đó, chúng tôi muốn nói ở trong kinh đó, nó có hai cái sự giải thoát, có hai sự giải thoát. Một đó, là chê tô quý mưu tí, tức là tâm giải thoát, chỉ cho tâm giải thoát. Mà tâm này đó là tâm đắc định, đắc định bằng thiền sắc hay là thiền vô sắc. Khi tâm vượt ra khỏi các cái truyền cái chối buộc, chúng ta thấy rằng đối với chứng tứ thiền sắc giới ở trong kinh Tạng á, thì vị ấy cũng đã đoạn tận coi như là lắng dịu hết năm pháp truyền cái rồi. Tức là tham dục, sân độc, trạo cử, hôn trầm và hoài nghi cái. Năm cái truyền cái đó các vị đó không có sanh khởi, do năng lực của thiền. Thế mà cái tâm của những vị đó đó, thiền ở thiền sắc đó, tức là tứ thiền sắc giới, thì vị đó tâm đã được giải thoát rồi, tâm đã được giải thoát rồi. Rồi bây giờ là thiền vô sắc á, thì nó đi đến cái mức độ tinh vi hơn, vi tế hơn, tức là dựa trên cái khái niệm thôi mà vị hành giả có được cái tâm giải thoát, vượt ra khỏi sự trói buộc của tất cả các truyền cái.
Như vậy thì một vị mà chứng tứ thiền sắc giới ở trong kinh tạng đó, thì vị đó cũng đã áp chế được năm cái pháp triền cái. Pháp triền cái là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, nghĩ cái và ôn thủy cái đó. Những cái pháp triền cái đó không có cái khả năng để áp chế các vị này, mà các vị này nhờ năng lực của chi thiền, tức là tầm tứ hỷ lạc định đó, sanh khởi lên áp chế hết năm triền cái đó. Tâm vượt ra khỏi sự trói buộc của năm triền cái, tâm vượt ra khỏi sự che ngăn của năm triền cái, cho nên vị đó được gọi là tâm giải thoát chê tô quý mục tiết. Bây giờ chúng ta nói đến cái giải thoát thứ hai nữa, tức là trong kinh có nói đến một cái giải thoát thứ hai nữa, tức là chỉ cho cái tuệ giải thoát, tức là ban nha quý mục tiết, tức là cái tuệ của một bậc thánh, tuệ của bậc thánh sanh khởi lên để đoạn tận phiền não, đoạn tận phiền não. Với cái trí tuệ này thì phá tan được cái sự ràng buộc, cái sự cột chặt của phiền não. Như vậy thì tâm này, cái vị này mà giải thoát được nhờ cái trí tuệ, đoạn tận hết cái ngã chấp, đoạn tận hết cái phiền não trói buộc, cho nên là vị này giải thoát bằng trí tuệ, cho nên gọi là tuệ giải thoát. Mà ở đây chỉ cho các cái tâm đạo của bậc thánh, tâm đạo của bậc thánh. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu một vị có được cái tâm giải thoát á, và vị ấy thêm một cái gọi là cái tuệ giải thoát nữa, thì vị ấy sẽ rời bỏ cái gì? Rời bỏ thần chết, tức là không còn sanh tử nữa. Tâm giải thoát á, thì còn sanh tử, bởi vì khi mà mình chứng thiền sắc hay là vô sắc đó, mình sanh lên cái cõi đó, mình sống thọ một cái tuổi thọ ở cõi đó rất là dài, nhưng mà rồi hết cái tuổi thọ thì vị đó cũng sanh trở lại, sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới là vô sắc giới, thì hết cái tuổi thọ của cõi đó thì vị đó sanh trở lại, sanh trở lại. Như vậy nhưng mà cái người mà có tuệ giải thoát á, thì cái tâm mà cái tuệ, cái trí tuệ sanh khởi lên á, để cắt đứt phiền não hoàn toàn á, thì vị đó giải thoát nhờ trí tuệ, tức là chỉ cho một cái vị mà có cái tuệ giải thoát, tức là chỉ cho bậc thánh, chỉ có bậc thánh, cho bậc thánh, chỉ có bậc thánh, tâm đạo của bậc thánh sanh khởi lên để cắt đứt phiền não, đoạn trừ đúng gốc rễ của phiền não, không còn cái sự tái hiện lại nữa, là như vậy. Bây giờ chúng ta thấy nè, giới thân cảm xúc được bất tử không sanh đi. Bây giờ cái chữ mà không sanh đi là chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe nữa nè. Cái chữ mà không sanh đi nữa nè, sanh đi ở đây đó là gì? Nó có bốn cái trường hợp sanh đi, bốn cái trường hợp sanh đi. Một là dục sanh đi, tức là tâm không có bị sanh khởi đắm nhiễm ở trong năm dục, tức là sắc thinh hương vị xúc không còn, dục sanh đi được đoạn tận. Thứ hai là quẩn sanh đi, tức là chúng ta thấy là hiện hữu ở trong 31 cõi này thì có những cõi nhất quẩn, tức là cõi vô tưởng, có cõi tứ quẩn, tức là chỉ cho bốn cõi vô sắc, còn những cõi còn lại đó là 26, 27 cõi còn lại đó thì đều là cõi ngũ quẩn hết. Thì cái quẩn mà không sanh đi thì có nghĩa là không có tái sanh nữa, không có tái sanh nữa, quẩn sanh đi không còn nữa. Cái quẩn mà ngũ quẩn của chúng ta không còn nữa, một trong năm quẩn nó không hiện khởi nữa, thì cái đó là quẩn không có sanh đi, là như vậy. Cái thứ ba nữa là chỉ cho cái gì sanh đi nữa, đó là phiền não sanh đi. Phiền não tức là những cái phiền não một vị A-la-hán á, sau khi đoạn tận thập phiền não, tức là chúng ta thấy năm thượng phần kiết sử và năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử gồm có cái gì? Gồm có thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Năm thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Chúng ta nghe cái đó rất là nhiều rồi. Tức là năm cái 10 cái loại phiền não này đó là không còn nữa,
không còn nữa, cho nên gọi là ngũ uẩn, gọi là phiền não không có sanh đi, những cái này nó không có sanh đi. Cái thứ hai nữa, cái thứ tư nữa là nói là pháp hành sanh đi. Thì cái pháp hành sanh đi ở đây đó là chúng tôi muốn nói, pháp hành ở đây đó là chỉ cho cái gì? Sự xuất hiện của uẩn, xứ, giới và duyên sinh, tức là những cái điều kiện để tạo nên cái sự sanh khởi trong cuộc đời này, trong cái thế gian này, trong tam cõi này, trong ba cõi này. Tức là không có xuất hiện của uẩn, không có xuất hiện của năm uẩn, không có xuất hiện của 18 giới, tức là chỉ cho sáu nội giới, rồi sáu ngoại giới, rồi sáu cái tâm thức sanh khởi đó là sáu giới, 18 giới tất cả, 18 giới. Xứ ở đây là chỉ cho sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta không có, tí của chúng ta không có, thì không có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp cũng không có. Rồi bây giờ nói là pháp hành ở đây đó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái điều kiện mà sanh khởi tạo nên cái đời sống luân hồi này, tạo nên cái đời sống luân hồi này. Thì cái đời sống luân hồi này đó, thì quý vị biết rằng nó là cái gì gọi là cái đời sống luân hồi này? Đó là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, vân vân. Tức là 12 cái giáo lý duyên, 12 cái mắt xích tạo nên cái đời sống luân hồi này. Và trong kinh á, thì Đức Phật mô tả như thế này: đối với một người mà đoạn diệt được một trong 12 cái mắt xích đó, tức nếu mà một người mà đoạn về vô minh á, thì hành không có sanh khởi, là thức không sanh khởi, hay là danh sắc không sanh khởi, thì tự động nó sẽ mất đi một trong cái 12 mắt xích đó. Mà nếu mà một người mà đã đoạn chặt đứt một mắt ở trong 12 mắt xích đó, thì tự động 11 mắt xích còn lại đó thì nó cũng phải bị đứt luôn, nó bị đứt lìa luôn. Như vậy thì cái nhân mà sanh lên cái luân hồi sanh tử đó, nó không còn nữa, không còn nữa. Và ở đây chúng ta thấy rằng vị chánh đẳng giác thuyết giảng về con đường không sầu muộn, con đường không cấu quế. Như vậy thì ở đây gọi là con đường không có cấu quế là gì? Là con đường mà ở đây được gọi đó là đạo đế, hay là con đường bát chánh đạo mà Đức Phật ngày dạy ở đây. Tức con đường mà đế đưa đến gọi là tận diệt sanh y đó, tận diệt sanh y. Và tận diệt sanh y ở đây đó là không còn sự hiện hữu của dục sanh đi, không còn sự hiện hữu của uẩn sanh đi, của không còn sự hiện hữu của phiền não sanh đi, và không còn sự hiện hữu của cái gì? Pháp hành sanh đi, mà chúng tôi nói là 12 xứ, 18 giới, hay hoặc là duyên sinh, tất cả những điều đó đều tận diệt. Bây giờ chúng tôi trở lại. Như vậy thì cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là cái con đường, mà con đường nó không đưa đến cái sầu muộn, vượt ra khỏi sầu muộn. Bởi vì chúng ta đó thì còn luân hồi ở trong cả dục sắc và vô sắc á. Mặc dù chúng ta thấy rằng á, là để mà chứng thiền á, sắc giới không á, cũng là khó rồi, chứ không phải là dễ. Bởi vì khi nào mà tâm của mình ly dục hết á, ly ác bất thiện pháp, thì mình mới có thể chứng được sơ thiền. Mà bây giờ cái tâm của mình nó còn nghĩ đến tham, nghĩ đến sân, nghĩ đến giận, nghĩ đến hài lòng hay là không hài lòng, nghĩ đến ưa hay là không ưa, nghĩ thứ nhiều thứ. Như vậy thì cái tâm của mình chưa có vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của các cái pháp triền cái. Thì làm sao mà mình vượt ra khỏi được, làm sao mà mình có thể chứng thiền được? Nếu mà muốn chứng thiền á, thì cái vị hành giả phải nỗ lực rất là nhiều. Đến khi mà mình tâm thật sự có được cái sự an tịnh, tâm thật sự có cái sự
chế các cái triền cái thì vị ấy mới có thể chứng thiền được, chứng thiền được. Và cái chứng thiền đó là một cái trình độ mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, là cái trình độ rất là cao chứ không phải là dễ. Nhiều khi mình hành đạo, mình tu thiền 5-3 năm gì đó, mình có được một chút an tịnh nội tâm mà mình cứ ngỡ mình đã chứng đắc cái gì, thì cái này coi chừng, coi chừng chúng ta bị lầm tưởng đó. Chúng ta bị lầm tưởng, và trong cái lầm tưởng đó nó dễ dàng tạo cho chúng ta một cái tự mãn. Trong cái lầm tưởng đó mà chúng ta cứ ngỡ rằng là rồi chúng ta cao ngạo, chúng ta sinh ra cái gọi là, trong kinh gọi đó là ngỡ rằng mình chứng đắc rồi mình tự khoe pháp bậc cao nhân, trong kinh gọi là khoe pháp bậc cao nhân. Sự thật ra là mình ngỡ rằng mình chứng, rồi mình tuyên bố mình chứng cái này chứng cái kia, thì rất là nguy hiểm. Chúng tôi nghĩ rằng là mình tu thiền thì cái việc mà mình hy vọng, mình mong muốn mình thành tựu thì cái điều đó cũng rất cần. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải nôn nóng, và chúng ta phải suy xét cho thật kỹ, không phải để cho cái tự ở cái tâm của mình nó gạt mình. Mình cứ ngỡ rằng mình chứng đắc cái này, chứng đắc cái kia, rồi mình dậm chân tại chỗ, rốt cuộc mình không có tiến được. Chỉ mong rằng mình tu thiền mà mình có được cái nội tâm an tĩnh, đó là tốt rồi. Và cái nội tâm của mình càng tu chừng nào thì mình lại càng xả bỏ nhiều chừng nấy. Thì mình xả bỏ nhiều chừng nấy thì mình nhẹ thôi, mình nhẹ thôi. Giống như chiếc thuyền, chiếc xuồng vậy đó, mà mình bơi mà nó có nước nhiều thì mình cứ tát ra, tát nhẹ, tát ra bớt hết nước nhiều chừng nào thì chiếc thuyền nó nhẹ chừng nấy. Và khi nào chúng ta tát hết nước thì tự động là chiếc thuyền nó phăng phắc, nó đi thôi. Thì ở đây muốn nói tức là cái nội tâm của mình tự cởi bỏ ra, và tự cởi bỏ ra cái các cái sự ràng buộc, xả bỏ ra cái ra những cái sự ràng buộc đó, thì cái nội tâm mình sẽ có được cái sự an lạc, có được sự an lạc. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng với một người mà tu thiền thấy sắc á, đó là chướng ngại. Thấy sắc đó là chướng ngại. Mặc dù để mà chứng thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, không phải là dễ, không phải là dễ. Trừ khi nào tâm của mình ly hết tất cả các cái dục đối với tham, sân, độc, trạo, cử, hoài nghi, hôn thủy đó, thì chúng ta mới có thể chứng thiền, chứng được các cái tầng thiền đó, tầng thiền sắc giới. Và khi mà chứng thiền sắc giới thì vẫn còn dựa trên có cái sắc đó. Vừa là ở đây đó là thân, vừa nói ở đây đó là vừa là sắc giới, ở đây đó là sắc tế. Và khi mà sắc tế so với lại sắc ở cõi dục, rồi ở cõi sắc á, thì dựa trên các cái đề mục của sắc, thiền sắc để họ tu. Thí dụ như là dựa trên cái đề mục của xanh đỏ vàng trắng đều là sắc hết, rồi hoặc là dựa trên đề mục là phàm bốn phạm trú, tức là từ bi hỷ xả gì đó, thì cũng là dựa trên cái thiền mà lấy chúng sanh làm một cái đối tượng, lấy chúng sanh để khởi cái tâm để tu tập làm đối tượng. Rồi chúng ta thấy vượt lên khỏi thiền sắc á thì mới chứng vô sắc. Vì thấy sắc á là chướng ngại, cho nên là vị ấy cố gắng nỗ lực tu tập ở thiền vô sắc để chứng thiền vô sắc. Nhưng mà vượt lên trên thiền sắc á, để chứng thiền vô sắc thì chúng còn có cái vô sắc, tức là bốn cái thành phần dân quẩn còn lại, nó vẫn là cái chướng ngại. Và bây giờ là tu tập ở trong Phật pháp đó là làm sao để lìa luôn cả cái, nói chung là không còn sự hiện hữu của năm quẩn, tức là quẩn sanh đi nó không còn, rồi quan trọng là cái phiền não sanh đi nó cũng không còn, rồi nói đến cái pháp hành sanh y nó cũng không còn nữa,
thì thật sự là có được cái sự giải thoát. Mà Đức Phật á, là dạy cho cái con đường mà để mà không còn có cấu uế, tức là không còn của phiền não, và con đường nó không còn có sầu muộn. Tức là khổ á, mà chúng ta có cái cảm nhận được đó, là sanh già bệnh chết cầu muốn không được thương yêu xa lìa đó, thì cái khổ đó là nó, chúng ta dễ có cảm nhận. Chúng ta ở trong cõi này đó thì chúng ta có những cái khổ đó, tất cả những khổ đó. Rồi bây giờ các cái cõi mà cao hơn đó, sự thật ra các cái cõi sắc hoặc là vô sắc đó, thì người ta không có cái khổ như mình là bệnh đau chết như mình đâu. Nhưng mà người ta có khổ có cái là pháp hành còn vận chuyển, còn có mặt. Rồi các cái pháp nó, các cái pháp hành còn vận chuyển, còn có mặt như vậy đó, rồi có cái sự hoại diệt như vậy, cho nên là người ta vẫn khổ. Cái khổ đó không phải là cái khổ như chúng ta là sanh già bệnh chết, bởi vì những chúng sanh đó đó là sinh mà quá sanh, cho nên là không có nhờ năng lực của thiền, rồi nhờ cái quy luật của thiền đó áp chế các cái truyền cái, cho nên là tâm của những vị ấy không có bị phiền muộn. Nhưng mà các vị ấy vẫn còn chịu cái hệ lụy của tất cả các cái pháp hành. Tức là bây giờ mình nói đến cái sanh y, tức là quẩn, xứ, giới, những cái đó đều là gọi là pháp hành, đều gọi là pháp hành. Và cái pháp hành nó còn hiện hữu thì sẽ còn khổ. Như vậy thì trong cái bài kinh này á, thì Đức Phật Ngài nói là một vị tỷ kheo trong các pháp vô sắc á, các pháp vô sắc á, an tịnh tốt hơn là sắc pháp. Muốn nói tức là cõi vô sắc, thiền vô sắc á, nó vẫn là tốt hơn là thiền sắc. Bởi vì thấy sắc đó là chướng ngại, cho nên nhưng mà nó vẫn còn sự hiện hữu của bốn cái thành phần danh vựng. Đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. Thì ở đây đó là chỉ có cái liễu ngộ, tức là một người mà có một cái gọi là tuệ giải thoát. Ở trong đạo Phật, Đức Phật Ngài dạy rằng có hai cái sự giải thoát là tâm giải thoát và tuệ giải thoát đó, thì làm sao vượt lên trên một bước nữa, tức là cái trí tuệ thấy được cái sự chấp, ngã chấp của tha mái, do tha mái mang lại, ngã chấp do tha mái mang lại, cho nên vị ấy thấy rõ, biết rõ như vậy để cắt đứt những cái tha mái, không còn sự chấp thủ nữa, thì vị ấy mới thật sự là có cái gọi là cái tuệ giải thoát, tức là vượt ra khỏi những cái sự trói buộc của phiền não. Thì đó là con đường mà Đức Phật Ngài gọi là không có sầu muộn và không có cái cấu uế, cấu uế, và chính Đức Phật dạy cho cái con đường đó. Con đường mà Đức Phật Ngài dạy rằng không còn sự sanh y, dục sanh y, uẩn sanh y, hay hoặc là phiền não sanh y, hoặc là pháp hành sanh y, không còn nữa. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta về cái con đường đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng để mà chứng thiền, để mà chứng thiền vô sắc á, vượt lên trên sắc giới á, nó cũng không phải là dễ. Nhưng mà chính như vậy chúng ta biết rằng hả, có sắc á, nó vẫn còn là cái sự hệ lụy. Chỉ có vô sắc mới không có cái hệ lụy của sắc thôi. Như vậy thì họ vượt lên trên sắc, họ trú vô sắc. Mà trú vô sắc nó vẫn còn sắc, còn trú vô sắc nó vẫn còn tưởng, tức là còn tâm, bốn cái thành phần danh vựng đó. Cho nên là ở đây đó, làm sao một vị hành giả có được cái tâm giải thoát, rồi có được một cái tuệ giải thoát nữa, tức là chứng quả vị vô sanh, mới hoàn toàn chứng đắc được cái gọi là, mình gọi là sự an tịnh, an tịnh của niết bàn là như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Phật tâm đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học làm theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa. Dạ, con kính lĩnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo.
Dạ con kính dâng bích đến sư. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do ngoại đức của chư Phật, do nhờ ngoại đức của giáo pháp, do nhờ ngoại đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng hạnh thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính cùng chư Trung Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học Pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức Tăng, kính mời quý vị cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề quá ta, sân ti vi ha ra hoa si ni, thu tê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đê na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron tê tha quý hà ra măng đa đê thê ra cha mắt cha na hoa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa tu pa sa ca Gama cha de sani gama cha isara sapana puta sukita pawan tute cha la bu cha ye pi chan da sam pawa sam se da cha la a tha vo pa pa ti ka ni ni kang tham ma wa sang pa ti cha te sappe pidukha sakha rantu sankha yang tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma ra cha sang khô hô tu sa mắc vô quá tha ya cha hi ta ya cha am he rác khan tu sắc tham mô sappe pi tham ma cha ri no pa phu ni ya ma tham ma ri ya ba we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống nít.